chân trời từ cõi mộng, nơi ấy có nắng xuân tràn hòa ấm êm. Về nơi không buồn đau, về nơi không oán thù, về với trái tim yêu thương người thiên tha. Bầu trời trao nghiêng một cành én mong manh, mặc cho sóng tố phũ phàng vẫn hướng về tổ ấm nhà ôm trọn tình thương. Yêu thương sẽ xóa tan mây đen dần qua, bông hoa tươi thắm hồng ngát hương từ tâm lòng nhân ái. Tình yêu đến trong đời, em như chim én liễng bầu trời rất xanh, mang theo bao mến thương về nơi gió ca. Một ngày nắng làm gì mà ở nhà mình cứ thầm thò thầm thục vậy? Dạ đi học về. Nói chuyện với ai mà trống không vậy? Dạ Dượng. Mới đi học về đi đâu nữa vậy? Dạ đi gặp bạn. Đi đâu đi luôn đi. Dạ. Anh Khải, tại sao không quay? Bộ có chuyện gì hả? Ừ. Anh Thư bị bệnh, đưa đi bệnh viện rồi. Trời ơi. Hoàng à, em với nhà Lý còn lịch quay lại giùm anh đi. Cho tin lịch quay. Không xong rồi anh. Bối cảnh này, cảnh nào cũng có anh Thư hết. Chết rồi. Vậy chắc mình ốp ở đây, rồi mình chuyển qua cảnh khác thôi, chứ không về được nữa đâu anh ơi. Ừ, thôi bây giờ nhà Lý với Hoàng nè, em vô làm việc với thư ký đi, xem lịch quay lại. Chắc có lẽ là mình ốp ngày hôm nay. Nhưng mà anh Thư bị gì vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Đang quay tự nhiên cô ta bị đau bụng, phải đưa đi cấp cứu. Và hiện nay thì Hữu Tiến đi cùng cô ta vô bệnh viện, mà chưa thấy gọi điện thoại về. Thôi được rồi, để em ghé qua hỏi thăm luôn. Mà anh Thư ở bệnh viện nào vậy? Ở chỗ chị Linh hả? Ừ. Tôi đi với cô. Thôi được rồi, để tôi vô đó gọi cho Tiến. Nè anh coi đi.
đừng hại tôi mà. Đừng, đừng hại tôi. Em à, em. Thưa bác sĩ, em có sao không ạ? À? Không có chuyện gì đâu, em không sao rồi. Chị có gương không? Cho em mượn em soi, coi mặt em có bị sao không ạ? À? Tất nhiên là em không sao đâu. Em chỉ bị đau bụng thôi. Còn gương mặt á thì vẫn đẹp như trước mà. Dạ, em cảm ơn chị. Nếu em hết đau bụng rồi, em đi diễn trở lại được không ạ? À? Trời đất, coi em kìa. Mới bị sơ sơ thôi mà đã thần hồn nát thần tính rồi à. Chị đã nói là em không sao hết. Bây giờ chỉ cần chờ xét nghiệm nữa là em yên tâm thôi nha. Dạ. Ờ, nhưng sao lúc nãy cô nói mớ là đừng hại tôi? Là sao? Có liên quan gì tới chuyện nhập viện lần này của cô không? Thật ra lúc em đang quay á thì dạ không có gì, không có gì đâu. Có lẽ do em nhập vai quá cho nên trong mơ vẫn còn thấy cảnh quay thôi. Nhà Lý. Em nghỉ ngơi ha. Dạ. Chào cô. Em đỡ chưa? Dạ em cũng khỏe rồi, đã làm phiền chị nhiều. Em nghỉ ngơi đi. Sao bữa nay đi làm về sớm vậy? Em. Nè, hôm nay công ty có chuyện gì vui sao mặt mày của em hớn hở như vậy? Ở công ty không có chuyện gì vui, về nhà em cũng có quyền vui vậy. Anh nhớ em quá à, căn phòng này cũng nhớ em nữa đó. Anh chỉ giỡn nói xạo thôi à. Ủa, thôi anh, còn thấy bây giờ. Thôi, đem vô nó ăn, ra ngồi đi. Ủa anh ơi, con đâu rồi anh? Anh, em hỏi anh con đâu? Sao anh biết được? Anh nói gì vậy? Thì nó lớn rồi, nó muốn đi đâu đi, anh đâu có quản được đâu. Anh đừng nói chuyện với em kiểu đó nha. Anh đã đồng ý cho em đem con về đây thì anh cũng phải có trách nhiệm với nó chứ. Em đừng đòi hỏi anh quá nhiều được không? Anh đã chiều theo ý của em là anh cố gắng lắm rồi. Vậy là em làm khổ anh quá nhiều rồi đúng không? Em đã cố gắng tạo dựng gia đình cho hai đứa mình, vậy mà cuối cùng em làm anh khó xử như vậy hả? Anh đã làm đúng theo ý em hết rồi. Đừng trách móc anh nữa, anh mệt lắm. Vậy sao anh không nói ngay từ đầu? Anh không nói là anh mệt mỏi vì chuyện này ngay từ đầu đi. Anh nói mà em có chịu nghe anh không, hay là em muốn làm theo ý của em mới được? Có bao giờ anh nói chuyện với em hợp tình hợp lý hay không? Hay là anh tìm cách lảng tránh, tránh xa cuộc sống của mẹ con em? Em thôi đi. Chính em mới làm cho vợ chồng mình phải xa nhau. Cũng chính em cứ lằng nhằng với chuyện con cái. Chính em làm khổ em không phải anh. Anh đi đâu vậy? Anh, anh, anh à, anh mở cửa cho em. Anh, anh mở cửa ra đi. Anh muốn đuổi con em thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng chứ. Ủa Trúc, con dèo nào vậy hả? Cuối cùng, nhà mình là ở đâu?
Sao ai cũng hắt hủi và quay lưng lại với mình như vậy? Mẹ, con tưởng mẹ sẽ là chỗ dựa cho con, sẽ sống một cuộc đời bình yên với con. Nhưng cuối cùng con đang mang lại điều gì cho mẹ? Con là hạnh phúc của mẹ thiệt không? Hay con là gánh nặng, là tai ương của mẹ vậy mẹ? Vậy được rồi. Gần đây em có điều trị gì liên quan đến tiêu hóa không? Dạ không mà. Vậy tại sao trong xét nghiệm dạ dày em có heterocyst hàm lượng cao như vậy? Dạ em không biết. Nhưng cái đó heto gì gì đó là gì hả chị? Đó là thành phần chính trong thuốc nhuận tràng. Vậy là sao hả chị? Còn gọi là thuốc sổ đó em. Gần đây em có uống thuốc gì để trị táo bón không? Dạ. Thôi em không sao đâu. Để chị nói chuyện với chị Linh. Em nghỉ ngơi đi. Đi chị. Tình hình anh Thư có nguy hiểm lắm không chị? Triệu chứng như vậy là tạm ổn rồi, nhưng tôi cần tìm ra nguyên nhân để điều trị và ngăn chặn kịp thời. Hiện tại cổ còn có triệu chứng bị tụt canxi trong máu. Dạ. Dạ dày có dấu hiệu bị loét. Nếu như cứ nhịn ăn và lao lực lâu ngày sẽ rất nguy hiểm. Dạ. Mọi chuyện em nhờ chị giúp. Nhưng chị lưu ý giúp giùm em, diễn viên mấy cổ hay uống thất thường lắm. Bây giờ có thuốc uống mà khỏe là tốt lắm rồi chị. Diễn viên cũng là người bình thường thôi mà. Dạ không. Cổ còn một bộ phim của anh Khải đang quay đó. Tôi cần làm thêm xét nghiệm máu để có kết luận điều trị lâu dài hay chỉ là sự cố. Anh Thư chưa diễn ngay được đâu. Em có sao không à? Có chuyện gì mà hai chị giấu em vậy? Em không sao đâu. Em cứ yên tâm ở lại đây điều trị mấy ngày. Em không cần đâu. Chị à, chị cho em về đi. Chị Lý, chị nói với chị ấy cho em về đi. Chị biết là em không sao mà. Chị,
Em nó thích diễn quá. Chị nói em nghe nè, chị sẽ ốp đoàn phim mấy ngày để đợi em. Em chịu chưa? Em cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi đi. Nhưng mà thôi, chị có việc bận, chị về trước đây. Em nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đang trông chờ vào chị. Ừ, cảm ơn. Ừ, con trai cưng, đói bụng lắm hay sao mà đạp mẹ dữ vậy con? Muốn ra chơi với ba lắm phải không? Ừ. Ai nói với anh là con trai vậy hả? Anh mà không sửa, mai mốt con gái nó ra nó giận, không cho anh uống rượu mừng cho mà xem. Ừ. Ai nói với em là con gái? Con trai, để sau này anh đi đưa đi đón dâu cho nó chứ còn ai vào đây nữa, đúng không? Ừ. Đây 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 đây, em thấy không? Anh nói con vung tay vung chân hưởng ứng, em có nghe không? Đấy. Rồi thế không biết. Thôi, em chịu thua hai cha con rồi đấy. Chưa gì đã cấu kết nhau ăn hiếp em rồi. Chiều em tí thôi mà. Con ngoan nhá, mai mốt lớn lên đi làm chung với ba để nuôi mẹ nhá. Để ba nghe xem nào. Trời ơi, rảnh rang quá à. Tiền nhà tháng này trễ 4 ngày chưa trả mà Thảnh hơi ghê vậy đó. Dạ con không có con cháu gì ở đây hết á. Bây giờ tiền nhà tháng này có trả không, hay là muốn tôi giao nhà cho ở đây luôn? Dạ cô thông cảm, tại tháng này vợ chồng con kẹt quá. Thông cảm suốt ngày. Tôi thông cảm cho mấy người rồi, ai thông cảm cho tôi đây? Thấy bầu bì á, tao để cho ngày mai đó. Làm gì làm đừng để tao giận nữa nha. Dạ con cảm ơn cô. Nhưng mà cô ơi. Sao? Được do là đòi tiền hả? Ngày mai là ngày mai, lo cho tôi đó nghe. Trả tiền nhà mới xa xí xọn. Bà ơi, bà, tôi xin bà đừng đối xử với tôi như thế nữa. Ông đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu ông còn cố tình tìm tôi sẽ không tha cho ông đâu. Bà vẫn không tha thứ cho tôi được sao? Bà cứ tránh mặt tôi như thế này hoài, có nghĩa là bà không chấp nhận tôi đúng không? Tha thứ cho ông rồi sao? Ông đã làm gì cho cuộc sống của tôi mà giờ còn muốn tha thứ? Bấy nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? Tôi biết là tôi có lỗi với bà rất nhiều. Nhưng mà bà phải hiểu cho tôi chứ. Bao nhiêu năm qua tôi sống trong dằn vặt đau khổ trong lương tâm tôi. Không một giây phút nào mà tôi quên được bà. Thôi ông ạ, chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi cũng không phiền trách gì ông nữa hết. Bà, như thế có nghĩa là bà đã tha thứ cho tôi rồi hả? Ông hãy để cho mọi thứ yên như vậy đi. Ông hãy coi như chưa bao giờ gặp tôi cả. Bà, nhưng mà còn con của chúng ta thì sao? Con của chúng ta như thế nào rồi hả bà?
Bà không chấp nhận tôi, nhưng bà cũng không thể nào nhẫn tâm chia cắt cha con chúng tôi chứ. Kìa bà, bà có sao không? Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà có sao không? Tôi không cho ông động vào tôi. Người như ông không được động vào tôi. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà mà. Bà, mẹ, điện thoại của con này. Dạ. 8 cuộc gọi bị nhỡ rồi đó. Dạ, cảm ơn mẹ. Bây giờ mẹ về luôn hả? Thôi mẹ về nhé, cũng trễ rồi. Dạ. Mẹ về đi chợ. Con cũng vô học cho ban đây. Mẹ về cẩn thận nghe. Mẹ biết rồi. Dạ. À Linh à. Dạ. Sao mẹ? Thôi không, không có gì. Thôi con đi làm đi. Dạ. À, chiều nhớ về sớm. Hồi này kẹt xe dữ lắm đó con. Dạ, con biết rồi. Con vô nghe mẹ. Chết mày nè cưng. Ủa mình nhớ hình như là mình là giám đốc mà ta, chứ đâu phải là văn thư. Trời ơi, dán hai con mắt vô màn hình luôn. Lan. Lan. Dạ. Trời ơi, trăm công ngàn việc không chịu làm cỏ đó mà chơi game. Em làm ơn em qua đây sắp xếp là hồ sơ công việc giùm anh cái đi. Bây giờ em phải về đón nhỏ, nó đang chờ trước cổng nhà. Mệt anh quá. Anh á còn thất nghiệp, từ giám đốc nè chuyển xuống làm thư ký sắp xếp hồ sơ luôn. Tôi còn cái gì để mà làm chứ. Giờ muốn xếp kiểu nào đây? Cái vụ nào thành công xếp qua một bên, cái vụ nào mà gian dở hoặc thua kiện thì xếp qua một bên. Gì mà kiểu biết. Này chắc thua nhiều hơn thắng. Chậm rồi hiểu. Alo, cô hả? Tôi đây. Cô dạy con cái kiểu gì vậy? Thằng nhỏ nó nghỉ học mà cô không biết làm sao. Rồi cô để nó đi lang thang, không ấy xăm cho nó cái lon đi, để làm cái bàn. Ủa, sáng nay em có nghe anh Khải nói gì đâu. Anh Khải. Lúc nào cũng tin cái cha đâu diễn nó vậy làm sao. Sao anh cứ hằng học với ảnh hoài vậy? Ảnh biết nó nghỉ thì anh cũng đã đưa nó về rồi. Con đâu, cho tôi gặp nó coi. À thôi khỏi, cô khỏi lo. Tôi chỉ nói cho cô thấy cái bộ mặt tử tế của chồng cô á. Tôi nói thiệt á, mai làng nhỏ không bị làm sao. Chứ nó mà bị bắt cóc á, hay bị tai nạn á, lúc đó cho cô sáng mắt ra. Con nó đã lớn rồi. Với lại anh đừng có ăn nói lung tung như vậy nữa. Đưa con về nhà giùm tôi đi. Cảm ơn anh. Cô ngon quá ha. Đưa nó về đó cho cô hành hạ nó hả? Là gì vậy? Có cần nghe tâm sự chuyện gia đình của mình hôm nay nghe không? Đâu có đâu.
Cứ giữ mức này là ổn rồi. Em không còn thấy đau bên trong nữa phải không? Dạ không có chị. Em để nhiều rồi chị, cho em đi diễn được rồi. Ai cho cô diễn mà cô diễn? Thì bác sĩ nói sức khỏe của cổ không có vấn đề gì nữa rồi. Hôm bữa chị nói còn vấn đề đau dạ dày nữa mà. Nếu đau dạ dày á thì uống thuốc ở nhà cũng được. Thôi chị cứ điều trị ở đây luôn đi, mất công về nhà rồi bị lại nữa. Nhưng mà đoàn phim đang... Em yên tâm đi, đoàn phim ốp một tuần lễ để đợi em đó, em chịu chưa? Nếu được như vậy á thì tốt quá. Em cứ yên tâm điều trị ở đây thêm vài ngày nữa đi. Căng thẳng quá cũng là nguyên nhân gây đau dạ dày đó. Phải nghỉ ngơi chứ uống thuốc không cũng chưa đủ đâu. Dạ. Yên tâm nghe. Em yên tâm đi, nghỉ ngơi một thời gian để có sức khỏe mới làm người nổi tiếng chứ. Phải tin á, chị làm cái gì tất cả đều tốt cho em hết á. Em nằm nghỉ đi. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp đột xuất để đốc thúc tiến độ các bên. Hiện nay đoàn phim của mình cứ ngày quay ngày nghỉ, rõ ràng là không có hiệu quả gì cả. Vậy anh Hào chỉ đạo đi, chứ tôi là tôi thấy nản lắm rồi đó. Hôm sau quay, hôm trước mới có kịch bản, tôi không lo đạo cụ nổi đâu. Nhưng anh cũng phải hiểu, vừa viết vừa sửa là khó khăn cho chúng tôi như thế nào chứ. Làm sao thì làm, chứ kịch bản mà bị động kiểu này khó quay lắm. Thôi mọi người im lặng về một cái. Vậy vấn đề chủ yếu là ở khâu kịch bản đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy thì mình cứ cho ốp đoàn, tới khi nào mà kịch bản nó xong thì mình quay tiếp. Dạ đâu được anh. Bên khách hàng yêu cầu là tiến độ mình phải liên tục. Vậy các cậu cứ nên thương thuyết lại với khách hàng đi, không thể làm việc kiểu này được nữa. Biên tập, cho tôi biết cô cần bao lâu nữa để xong kịch bản này. Dạ, nhóm tụi em phải làm việc với đạo diễn ít nhất là 2 tuần mới xong về nội dung, rồi thêm 2 tuần nữa mới viết được nữa anh ơi. Vậy không được. Vậy em phải thêm người viết mới được. Bây giờ vậy, nhóm của cô chỉ lo nội dung với lại đạo diễn thôi. Hạn chót là 1 tuần phải xong kịch bản hoàn chỉnh. Tôi sẽ kiếm thêm người cho cô, được không? Dạ vậy cũng được. Có chắc chắn được hay không? Dạ được. Bây giờ anh chị cứ đợi, từ đây đến cuối tuần sẽ có kịch bản cho mọi người. Khoan anh, nếu mà anh nói vậy thì từ đây tới đó mình làm gì? Vậy mình còn cảnh nào quay nữa không? Còn tổng cộng 2 ngày để quay biệt thự. Thì chắc là tôi nghĩ vậy, mình sẽ quay thêm 2 ngày đó đi, sau đó mình cho nghỉ tới cuối tuần, rồi mình khi nào mình có kịch bản đủ thì quay tiếp. Tôi thấy được đó. Bây giờ có ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì trở về làm việc đi. Em đi nha. Chào anh. Trúc. Dạ. Mới về hả con? Sao? Sao mặt mũi ỉu xìu vậy? Có mệt không?
Tại sao tự nhiên về không kêu ngoại nấu cơm? Có chuyện gì xảy ra à? Không có gì. Thích thì về vậy thôi. Thích về mà mặt mũi lại nhăn nhó như vậy à? Ăn cơm trưa rồi ngoại nấu. Mệt quá. Giờ chơi chút cũng không yên nữa. Chắc là ở bên đó lại có chuyện gì rồi đây. Này, lát nữa ăn gì kêu ngoại nấu nhá. Công nhận cô rất là cứng đầu. Nhưng thực ra những chuyện mà cô làm cũng đáng để cho người ta phải trọng vọng cô lắm. Đừng thách thức tôi bằng tiền bạc. Anh biết cái giá của tôi rồi mà. Được. Nhưng cô nên nhớ, phải tập trung hết cho phim này và mục tiêu chính. Dạo này tôi thấy cô hơi sao lãng đó. Tôi đã làm chậm tiến độ bên đó rồi còn gì. Anh còn đòi hỏi gì nữa? Tôi biết chứ. Tôi biết cô làm rất tốt. Nhưng sếp đang muốn chạy nước rút, cho nên cô không được sao lãng mà phải tập trung. Tôi đâu làm gì ảnh hưởng tới. Nè, cô đừng nghĩ cô làm gì tôi không biết nha. Cô nên nhớ là cô đang làm việc cho ai. Tôi có cách riêng của tôi. Cứ cho tôi biết yêu cầu cụ thể của các anh, tôi sẽ làm vừa ý các anh. Nhưng việc riêng của tôi, các anh đừng can thiệp vào. Đừng có dọa dẫm nhau vậy chứ. Ok, tôi sẽ không xen vào việc riêng của cô. Nên nhớ, làm hỏng việc riêng của tôi, các ông phải trả giá. Đừng có thách thức con này. Khoan đã. Đây là người của tôi trong bệnh viện, cần tay trong á. Khi cần thiết thì cứ việc liên hệ. Cô đừng bao giờ nghĩ một mình cô sẽ làm được tất cả. Một mình đơn độc khó chèo chống lắm. Sao không để mẹ đưa đến đón mà con phải dẫn về tận đây? Có người đưa đón còn nói gì nữa. Thằng này lê lết ở chỗ con suốt cả ngày á, có học hành gì ngoại, đâu. Con đói bụng quá. Nhà có gì ăn không? Ủa sao không có gì hết vậy ngoại? Nè, đi về chưa có thương ngoại gì cả, đã xài vào bàn ăn rồi. Nhưng mà con đói. Đói cũng phải từ từ thôi. Đến bà ngoại cũng xem thường cháu nữa. Thấy con nít nó đói, nó đòi ăn phải mừng chứ. Đằng này, thôi về với ba. Này này này, mày làm cái gì đó hả? Mày làm vậy mới khiến nó thành không ra gì đó nha. Đừng có chiều chuộng nó quá. Nhưng mà nó là con của con mà. Thôi đi, ai mà không biết nó là con của con. Nhưng mà tụi bay cứ giành qua giành lại với nhau thì hỏi nó còn gì nữa không. Đứa nào cũng tệ hết đấy. Cứ để đấy, để tao dạy dỗ nó.
Con cất cặp đi, rồi đi lên kêu chị Hai xuống. Ngoại dọn cơm cho con ăn nha. Ăn liền nha ngoại. Ờ, ăn liền. Chị Hai, xuống ăn cơm. Xuống ăn cơm chị Hai ơi. Đấy, bay thấy không? Có ai bỏ bê con cái bay đâu. Sao lúc nào cũng cứ làm ầm lên, làm cho tụi nhỏ nó khổ. Thôi không nói với mẹ nữa, con đi về. Mẹ ra khóa cửa đi, không mấy ăn trộm nó vô nó lấy đồ rồi đổ thừa cái thằng rể quý này nữa. Em nghĩ coi, một người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình từ khi còn chưa cưới, có chấp nhận nối lại một cách dễ dàng không? Đó, mình còn thiếu một bước ngoặt để thay đổi tâm lý người vợ. Bây giờ em phải nghĩ tới biến cố gì đó để làm thay đổi tình cảm. Một người có ấn tượng xấu với mình, đó là một việc làm cảm động của chính người đó, hoặc là sự cố làm tổn thương cho cả hai người. Chính xác. Em phải nghĩ ra một sự kiện cho hai người. Làm sao phải tận dụng được nhân vật chính cho bộ phim hấp dẫn hơn, mà cho diễn viên á lại có đất diễn nữa. Thôi được rồi, em sẽ thêm sự kiện này vào 10 tập kết. Anh nghĩ sao? Không nên chia ngoặt máy móc như vậy được. Như vậy là mình sẽ viết lại hoàn toàn. Không, mình vẫn theo cái hướng đó đi. Anh muốn có hai sự kiện tác động đến hai nhân vật chính. Ba tập đầu á thì một ngoặt, tiếp năm tập sau á thì có một ngoặt nữa, hai tập cuối để giải quyết và đoạn kết sẽ đúng cao trào. Dạ, em hiểu ý anh rồi. À em ơi, sửa tập này luôn nha. Ủa, sửa nữa hả anh? Ừ. Thôi nha anh Khải, anh bóc lột sức lao động quá rồi đó. À, chết cha, trễ dữ vậy hả? Anh quên mất, sorry em nha. Căng thẳng quá. Anh Khải ơi, làm ơn cho em thoát nạn kiếp tù đài này được không anh Khải? Được rồi, anh cứ về đi, giữ sức mai còn làm nữa. Chứ đu theo anh nghệ sĩ này không chịu nổi đâu. Em nói rồi đó nha, anh về thiệt đó. Ừ, anh về đi, về cẩn thận đó nha, khuya lắm rồi đó. Nhưng mà anh thấy anh Khải đang có hứng thú làm, nếu mà anh về thì uổng lắm. Để máy đó, em ghi lại cho, ngày mai anh lên ráp vô là được rồi. Được vậy thì còn gì bằng. Anh cảm ơn em trước nha. Vậy em về nha anh Khải. Ừ, vợ em đang chờ. Cảm ơn hai người nha. Rồi, chào em. Sao, ý của đạo diễn sao? Em ghi lại được không? Hay có chơi biên tập nghiệp dư này không á? Em cứ qua bển ngồi làm việc tiếp. Mời. Ngoại, 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 ngoại. Ngoại, ngoại lấy đồ ăn đi ngoại, con đói bụng quá. Mới ăn tức thì mà giờ đã kêu đói rồi. Không có ai như con hết á. Con nè bà ngoại, con cũng đói meo cái bụng rồi. Bà ngoại lấy cơm cho anh ba với con ăn đi. Chưa, phải chờ mẹ về đã. Mẹ về rồi đây. Mẹ, mẹ về, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Nè, chưa được ăn đâu nha, chờ chị Hai xuống đã. Phải có mặt đông đủ cả nhà mới được ăn. Ủa, Trúc về hả mẹ? Ờ, nó về đó. Nhưng mà không biết có chuyện gì không mà thấy nó cứ buồn buồn. Tùng à, con dạ. Lên kêu chị Hai xuống đi con. Dạ. Lẹ nha. Biết rồi. Ừ.
mình phải thêm vài cảnh lẻ. Nội tâm đau khổ, nhân vật nội tâm dằn vặt. Vấn đề là cô vợ này rất là yêu chồng, hay mình cho cô dứt khoát hẳn. Lúc chồng bị tai nạn, cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình, nên quay lại chăm sóc chồng. Cái kiểu này á, Hàn Quốc quá đi. À, nhưng lại phù hợp với nội dung phim đó. Em mệt rồi hả? Em không sao, anh đang có hứng mà. Bạn tiếp đi anh. Thôi mình về đi, để mai làm tiếp ha. Thật ra thì cũng đói lắm rồi, từ trưa tới giờ có ăn gì đâu, tại thấy anh ham quá. Khổ ghê á, vậy mà không chịu nói anh. Thôi, để trên đường về sẵn rồi mình ăn luôn. Trời cũng khuya rồi, để em về một mình là bất tiện lắm đó. Thôi anh đi về sớm đi, mất công nhà lo nữa. Em về được rồi mà. Anh nhớ ăn rồi mới được ngủ nghe. Dạo này em thấy anh ốm lắm đó. Ừ, cảm ơn em. Nhà Lý. Nhà Lý, em sao vậy? Nhà Lý, nhà Lý. Mưa về một chân trời từ cõi mộng, nơi ấy có nắng xuân tràn hòa ấm êm. Về nơi không buồn đau, về nơi không oán thù, về với trái tim yêu thương người thiên tha. Bầu trời trao nghiêng một cành én mong manh, mặc cho sóng tố phũ phàng vẫn hướng về tổ ấm nhà ôm trọn tình thương. Yêu thương sẽ xóa tan mây đen dần qua, nơi gió cao.